Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay lên sóng cho các bác với em xe với tầm tiền mọi người bỏ ra chỉ hơn 300, một xíu xíu thôi là các bác đã có thể chốt được ngay một em xe nắng mưa thời điểm rất là thất thường bây giờ nhé. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Quý vị anh chị cân đối cụ thể xem chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp cho em Ngọc nha. Đây là một em Chevrolet Cruze sản xuất là 2015, đăng ký 2016 mọi người. Nhìn cận cảnh các đường nét của một chiếc xe cũ cũng có thể nhìn thấy cận quang đó, mọi người có thể nhìn thấy này, tất cả các phần gầm này, phần đèn của chiếc xe còn thiết kế vẫn rất là nét mọi người nhá. Ốp đồ của em này thì nghe giật mình luôn, là đi có 5 vạn thôi mọi người ạ. 5 vạn thôi thì phải nói là đi khá là ít so với số năm sử dụng của em nó. Tiếp tục hãy cùng em di chuyển vào phần thân xe này, các đường nét của chiếc xe. Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome rồi này. Tiếp tục thì hãy cùng em di chuyển đến phần thân này và phần đuôi, phần cốp xe mọi người nhé. Với thiết kế đèn hậu rất là to bản thì chiếc xe này phải nói là một trong những thiết kế nó được rành mạch và rất là rõ ràng. Sẽ quay vào cận cảnh các chi tiết phần đèn cho mọi người xem nhé. Với chiếc này thì em thấy cả khả năng đánh giá mà khi mà em ngồi trên xe ấy, thì em rất là thích. Vì thực sự là cảm giác lái nó rất là chắc mọi người ạ, cảm giác lái rất là chắc nhá. Bây giờ mọi người hãy cùng em di chuyển vào trong phần khoang nội thất của chiếc xe này. Đó, chúng ta có khả năng chứa đồ rất là tối đa luôn nhá, cực kỳ là dài rộng luôn, tất cả khả khoang chứa đồ rất là sâu lòng luôn mọi người nhá. Đây, tít vào tận trong cơ đó, nên bác nào mà có gia đình thì em xe này sẽ rất là tối ưu cho mọi người luôn nhá. Tiếp tục cùng em thì chúng ta sẽ đi vào phần khoang nội thất nhé. Em sẽ quay cận cảnh các đường nét keo chỉ trên chiếc xe để mọi người có thể trải nghiệm được. Đây, các bác ở xa cũng có thể xem được cận cảnh chất lượng của chiếc xe sẽ nét như thế nào. Đó, tiếp tục cùng em di chuyển vào trong phần khoang nội thất của chiếc xe. Thì phải nói là chất lượng ghế da từ 2015 đến bây giờ thì vẫn còn rất là nét nhé mọi người nhé. Các bác có thể nhìn thấy độ căng nét của chiếc xe, của ghế da nhé. Không gian thì mọi người phải qua trực tiếp thì mới có thể xem được là cái không gian cũng như cái mùi ấy. Nó khá là dễ chịu. Tiếp tục mời mọi người di chuyển đến phần khoang lái của chiếc xe. Với những option trên xe thì chúng ta có thể thấy là em nó đã có cruise control rồi này, rồi là đàm thoại rảnh tay, không những thế lại có cả cửa sổ trời nữa rồi mọi người nhé. Có cả cửa sổ trời rồi. Thế nên là bác nào mà muốn không gian chiêu chiêu rộng rãi thì một chiếc Chevrolet này rất đáng phù hợp với mọi người. Bây giờ em sẽ mở thêm phần khoang máy để cho mọi người xem cận cảnh hơn. Với khối động cơ là 1.8 thì em nó sẽ đi bốc mọi người nhé, sẽ rất là bốc luôn ạ. Thì và bây giờ mình bỏ ra mức tiền chỉ hơn 300 thế này thì rất đáng để mọi người cân đối chốt xe nhé. Đây, mọi người nhìn tổng quan cho em này, tất cả các đường nét đằng trước là xe này. Đó, chúng ta có thể nhìn cận cảnh các đường nét ốc cổ bô hay là ốc vít nào mà mọi người muốn quay cận cảnh hơn thì mọi người hãy alo trực tiếp trên số hotline nhé, để em sẽ quay cận cảnh hơn cho các bác ở xa có thể xem được. Và đó là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2015, đăng ký 2016. Em này đang có mức giá 300 mầm non thôi. Thế bác nào mà ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Xin chào là mọi người.